Đến chiều nay thì mưa rông ở Bắc Bộ đang giảm dần, khả năng chỉ còn mưa vài nơi. Miền Trung mưa vẫn tiếp tục mở rộng xuống phía Nam. Dự báo trong đêm nay và ngày mai từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên có mưa rông. Riêng từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh có mưa với lượng từ 10 cho đến 30mm. Cục bộ có điểm mưa to trên 50mm, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, lũ quét và sạt lở đất. Đợt rét này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ duy trì trong vòng 2 ngày tới. Nhiệt độ ban đêm ở Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 15 cho đến 18 độ C, vùng núi từ 12 đến 15 độ C, có nơi dưới 10 độ C, Bắc Trung Bộ vào khoảng từ 16 cho đến 19 độ C. Trên biển ở Vịnh Bắc Bộ vào đêm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đã có những hồ nước cạn trở đáy, đã có những khu đất sản xuất nứt nẻ vì thiếu nước. Chỉ mới đầu mùa nắng nhưng mà khô hạn đã xảy ra gay gắt ở Tây Nguyên. Nan giải nhất vào lúc này đối với các địa phương là làm sao có đủ nguồn nước để và điều tiết một cách hợp lý nhất để ứng phó với nắng hạn. Câu chuyện từ tỉnh Lâm Đồng. Ba sào đất bỏ hoang suốt 4 tháng qua. Tiếc nhưng cả gia đình ông Lương đành phải chấp nhận. Những đường ống dẫn nước dọc ngang khắp vườn nhưng chẳng ống nào có nước. Khu vườn bên cạnh nhà ông Lương giờ cũng bỏ mặc trong khô khát. Thiếu nước tưới nên lứa rau này nhà vườn có trồng mà không có ăn. Chưa phải là đỉnh điểm nắng hạn, song hiện tại hàng loạt khu đất sản xuất quanh hồ đằng kia Suối Vàng ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã rơi vào cảnh thiếu nước trầm trọng. Hồ nước này đã cạn trở đáy. Hồi trước trồng thì nó lại có nước nhưng mà bây giờ nó cạn quá cho nên là phải chịu thôi. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 230 hồ chứa. Nắng nóng kéo dài, hầu hết các hồ chứa đều giảm mực nước. Mức giảm trung bình là từ nửa mét đến 5 mét, thậm chí có công trình đã xuống bằng mực nước chết. Ngược xuôi tìm nguồn nước là tình cảnh chung lúc này của nhiều nông hộ. Khó nhất là những khu vườn trên đồi cao. Nguồn nước tưới khai thác từ giếng khoan, càng nắng hạn càng bơm tưới, nước ngầm càng nhanh sụt giảm và lại càng thiếu nước tưới. 5 tháng là nó không mưa một giọt luôn. Cho nên là nó đất đai nó khô lắm, chủ yếu là tưới thì dựa vào nguồn nước là giếng khoan thôi. Còn nước tự nhiên là không có. Ngay từ đầu năm, phương án ứng phó nắng hạn đã được triển khai ở tỉnh Lâm Đồng bằng nhiều giải pháp tích hợp, vừa điều tiết nước hợp lý ở các công trình thủy lợi, vừa chuyển đổi cây trồng và đặc biệt là đẩy mạnh tiết kiệm nước. Phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước thì đến nay trên địa bàn tỉnh thì có khoảng 50.000 ha cái diện tích đất canh tác thì áp dụng cái hình thức tiên tiến tiết kiệm nước. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thì cũng đã ban hành chính sách để hỗ trợ tiết kiệm nước cho 4 cái loại cây trồng chủ lực của tỉnh, đó là cây tre, cà phê, dâu tằm và cây ăn quả. Với cái mức hỗ trợ là tối đa không quá 20 triệu đồng trên 1 ha. Dự báo nếu nắng hạn kéo dài, ở tỉnh Lâm Đồng có đến 9.000 ha đất canh tác bị thiếu nước tưới, 1.700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Yêu cầu hàng đầu trong ứng phó nắng hạn ở Lâm Đồng cũng như cả vùng Tây Nguyên vẫn là phải điều tiết nước hợp lý với phương châm trong mọi tình huống cũng không để xảy ra tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt.